Hello, chào anh em đã quay trở lại clip của mình nha, mình HZ đây. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của lớp học chiến thuật và cũng khá là lâu rồi thì mình mới ra lại. Nhưng mà bây giờ sẽ hứa với anh em là mỗi một tuần sẽ ra đầy đủ một clip về lớp học chiến thuật nha. Và ngày hôm nay quay trở lại thì mình sẽ đến với một cái sơ đồ mới, đó chính là sơ đồ 424. Đây là một cái sơ đồ mà nói là mới là vì là lần đầu xuất hiện ở trên kênh của mình thôi, chứ còn rất là nhiều anh em sử dụng sơ đồ này rồi. Đây là một cái sơ đồ mà có thể xem là tấn công xuất sắc nhất của tựa game này luôn, một trong những sơ đồ tấn công rực rỡ nhất luôn. Và mình với những cái clip về lớp chiến thuật như này thì mình cũng sẽ phân tích cho anh em, để cho anh em biết được là chơi cái sơ đồ đấy nó sẽ như thế nào và anh em cần phải build up như thế nào và nó có hợp với anh em hay không để anh em có thể lựa chọn nhá. Thì mình biết là cũng rất là nhiều anh em mới chơi. Đầu tiên thì như anh em thấy trên hình, đây là một cái sơ đồ 424 và mình có thể xem là một cái sơ đồ hoàn hảo. Mặc dù anh em có thể thấy là vị trí của Mbappé thì nó là đá cánh trái, nhưng thực ra Mbappé đá ST nó vẫn thế thôi anh em, vẫn ngon. Thế nên đây có thể xem một sơ đồ hoàn hảo để anh em có thể đá luôn. Và bây giờ thì mình sẽ nói sơ qua về cái sơ đồ này, bởi vì là mình cũng là một người từng chơi 424 rất là nhiều. Tuy nhiên đến mùa giải năm nay thì mình đổi qua một vài sơ đồ khác. Đây thì mình thấy là cái lối đá tấn công của sơ đồ 424 là lối đá cực kỳ đẹp và cực kỳ đa dạng bài vở. Nhưng nó là một cái sơ đồ mà mình nói luôn là những anh em nào có kỹ năng phòng ngự tốt mới nên chơi sơ đồ này nha. Và có đủ tiền để có thể chọn những con hàng CM chất lượng nhất thì mới chơi được cái sơ đồ này. Bởi vì cái vị trí CM là cái vị trí ưu tiên cầu thủ phải gọi là cực kỳ xịn, bởi vì nó làm rất nhiều các cái vai trò trong một trận đấu luôn. Thì đấy là một vài cái cơ bản qua. Còn nếu mà nói chi tiết thì mình sẽ nói về điểm mạnh và điểm yếu luôn. Đầu tiên thì 424 ấy, nó là một cái sơ đồ thiên về tấn công nhá, với 4 con hàng tiền đạo, trong đó có 2 con hàng tiền đạo cắm và 2 con hàng tiền đạo cánh. Khi mà dâng cao thì 2 con hàng CM cũng có xu hướng nó dâng cao lên để tấn công luôn. Thành thử ra anh em sẽ có rất là nhiều cầu thủ để tham gia tấn công, chưa kể nhá, trong nhiều tình huống là cả LB và LB nó cũng lao lên luôn. Thành ra rất nhiều nhân sự để anh em tấn công, khiến cho là đối thủ nhiều khi là sẽ bị ngợp ấy anh em. Ví dụ mà chúng ta gặp 2-3 con hàng tấn công cùng một lúc thôi thì không sao, đây tận 6-7 con hàng tấn công cùng một lúc thì sẽ rất là ngợp. So với các cái sơ đồ khác ấy thì sơ đồ này phòng ngự nó chủ yếu là kỹ năng của anh em thôi nhá, chứ bởi vì là chúng ta sẽ chỉ có 2 CM thôi. Đấy, nên là chúng ta phải biết bắt bài đấy, phải biết lùi rồi tiến, lúc nào thì vào tắc bóng, lúc nào phải lùi đấy. Nói chung là phải biết tự lực cánh sinh, cố gắng nhá, phòng ngự ngay trên chính sân của đối phương luôn. Bởi vì sao? Khi tấn công chúng ta có rất nhiều những cái nhân sự để tham gia tấn công, thì nếu mà mất bóng thì anh em dùng các con hàng tấn công này, anh em cướp bóng ngay phần sân của đối phương luôn thì nó sẽ là tốt nhất. Còn khi mà cướp bóng ngay trên phần sân đối phương mà không được ấy, thì lúc đấy chúng ta mới dùng những con hàng CB, mới dùng những con hàng RB và LB để chúng ta tiến hành cướp bóng. Và nếu như mà đối phương mà đã gọi nên đã qua được hết tất cả những cái vị trí từ CM đổ lên rồi, qua hết cả tiền đạo, cả tiền vệ rồi, thì lúc này anh em phải dùng 2 con hàng CB thì anh em cố gắng lùi sâu nhá. Lúc này thì lại không tiến nữa, bởi vì tiến mà anh em bị qua phát nữa là thôi luôn. Lúc này phải cố gắng lùi sâu để chọn thời điểm để cắt bóng, cũng như là dành cái thời gian đấy để những con hàng khác nó lùi về kịp. Thì đấy là cái tiếp theo mà mình muốn nói. Khi đá 4-2-4 ấy thì anh em phải biết kiểm soát bóng bằng 2 con hàng CM nhá. Chứ còn nếu mà cứ truyền bóng cho CM mà anh em không biết kiểm soát bóng, không biết giữ bóng và không biết truyền bóng, phân phối bóng là anh em mất bóng là thôi toang luôn. Chưa cần phải đến những cái vị trí ở phía bên trên để tấn công đâu. Anh em mất bóng ngay ở vị trí CM thôi là rất là dễ toang rồi. Nó không có một CDM hay cũng không có một CAM, thành ra chỉ có 2 con hàng này thôi. Cái khoảng cách từ CM lên đến những con hàng phía bên trên nó sẽ là một khoảng cách hơi xa. Đấy, bởi vì nó không có một con hàng cầu nối như kiểu là CAM mà. Thế nên anh em phải kiểm soát bóng thật là tốt nhé, để có thể giữ bóng sau đó là tiến lên và chuyển bóng. Còn về lựa chọn cầu thủ thì sao? Đấy là những cái tổng quan về lựa chọn cầu thủ. Thì LB và RB thì anh em cứ chọn những con hàng mà mình ưu tiên là phải có tốc độ tốt và lên công về thủ nhịp nhàng, cái stamina phải cao anh em nhé. Thể hình tốt thì nó sẽ tăng thêm điểm mạnh thôi. Ví dụ như con hàng Kai Walker thì thể hình rất là tốt. Đấy, còn theo Landes thì thể hình không phải quá tốt, nhưng mà bù lại nó lên công về thủ rất là nhịp nhàng. CB thì anh em vẫn chọn như thế cho mình thôi, chọn những con hàng mà nó có tốc độ này, nó có thể hình tốt thì càng lý tưởng. Đấy, hoặc là như mình đây, mình chọn một con hàng Saliba có thể hình tốt và một con hàng Cannavaro thì có cái đầu óc xử lý bình tĩnh và chọn cái thời điểm ra vào nó hợp lý, di chuyển thông minh. Còn đến với cả là 2 con hàng CM ấy, thì mình chọn Zidane và Gullit thì 2 con hàng này là quá ngon rồi, bởi vì 2 con hàng dạng box to box thể lực rất là tốt này, truyền tốt, dứt điểm từ xa tốt, phòng thủ tốt thì 2 con hàng này là quá ngon rồi. Tiếp theo là đến với ST, thì ST anh em có thể chọn như thế này nhá, một con hàng thiên hướng là kiểu làm mục tiêu, làm tường các thứ rồi là di chuyển ở vòng cấm nhiều, đấy, chọn vị trí dứt điểm. Còn một con thì có thể là kiểu như là tốc độ này, chạy chỗ các thứ, dây dắt xử lý bóng ngon, di chuyển rộng. Hoặc là anh em có thể sử dụng cả 2 con đều có tốc độ cũng được, hoặc là một con tốc độ, một con làm tường, tùy. Còn tránh sử dụng cả 2 con đều làm tường nhá, bởi vì như thế thì nó sẽ kiểu như là nó sẽ hơi bí bách một chút anh em nhá, nó sẽ không được linh hoạt. Đấy, còn với vị trí cánh thì anh em cứ chọn những con hàng mà có tốc độ tốt, thể lực tốt, skills cũng ngon và đặc biệt là
cứa lòng với cả tạt bóng mà ngon nữa thì lại càng ngon, càng tốt đúng không? Nói chung là cứ chọn những con hàng tuyển diễn nhất ở vị trí cánh mà anh em có thể có. Điểm mạnh thì chắc là anh em mình cũng nhắc lại thì anh em cũng sẽ biết thôi, đó chính là chúng ta luôn dư người khâu tấn công, rất nhiều những cái bài vở, rất nhiều cái phong cách đá đa dạng, kể cả là anh em ban bật nhá cũng ngon. Mà những tình huống mà anh em phản công thì anh em dùng hai con hàng CM này, anh em tỉa bóng lên ZS, tỉa mạnh lên cho những con hàng phía trên thì cũng rất là nhiều bài vở. Đấy, sơ đồ này thì nói chung là tấn công thì không phải chê rồi, thì đấy là cái điểm có thể nói là mạnh nhất. Còn về điểm yếu thì như mình nói đầu clip rồi, đó chính là phòng thủ nó khá là khó và cần phải có kỹ năng nhiều một chút khi mà anh em phòng thủ. Đấy, và cái điểm yếu chết người của nó là ở hai cái bên mạng sườn này này. Đấy, vì là chúng ta nó rất là nhiều khi là lao lên quá là hai cái bên mạng sườn này của con hàng CM nó rất là trống. Nó rất là trống và rất là dễ bị phản công ở những tình huống này. Nếu mà kiểu như anh em phòng ngự không tốt xong rồi kiểu bị qua người các thứ thì thôi toang luôn. Bởi vì bây giờ rất nhiều con hàng tốc độ nha. Và anh em phải nhớ là chúng ta phải có một cái điều kiện đủ tốt để có thể bui những con hàng, đặc biệt là vị trí CM. Ví dụ như là cánh anh em phải chọn những con hàng yếu hơn, nhưng mà thật sự là CM anh em phải chọn những con hàng gần như là ngon tuyệt đối thì mới có thể đá cái sơ đồ này xịn được. Chứ còn ví dụ bây giờ CM mà anh em chọn những con hàng nó không thật sự quá ngon thì nó không thể đảm đương hết được nhiệm vụ đâu. Đấy, nên là anh em cố gắng là phải bui up làm sao hai con hàng CM cực kỳ ngon nhá. Thì tổng quan cái sơ đồ này sẽ phù hợp với những anh em nào mà tham tấn công. Đấy, tấn công thích nhiều bàn thắng, thích nhiều bài vở, nhưng khả năng phòng thủ của anh em tốt và anh em chấp nhận bỏ cái phòng thủ về gọi là, tức là anh em chấp nhận là cái phòng thủ nó yếu đi một chút so với những sơ đồ khác để bù cho khoảng tấn công, và anh em tự tin là mình phòng ngự ok, mình điều khiển cầu thủ, mình tắc bóng các thứ ngon thì anh em có thể chơi sơ đồ này thì nó sẽ rất là mạnh. Mình thì nói thật là cao thủ của mình khi mà mình gặp thì mình rất sự đá 4-2-4, bởi vì người ta thủ tốt rồi, người ta lại công nhiều nhân sự nữa thì rất là ngon. Thì đấy là những cái lý thuyết, còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào trong một vài trận đấu hit to hit để anh em có thể trải nghiệm chi tiết hơn về cái đội hình này anh em nhé. Nói chung là về các cái điểm yếu và điểm mạnh của 4-2-4 cũng như là về phong cách thì mình cũng đã nói khá kỹ rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một trận cầu bên hit to hit để anh em có thể xem được nó kỹ hơn. Ở với những cái trận đấu mang tính chiến thuật như thế này thì mình cũng không bình luận nhiều đâu. Mình chỉ gọi là nêu cảm nhận của mình khi mình trải nghiệm cái sơ đồ này thôi. Thì thực ra đây cũng là một sơ đồ mà trước đây mình dùng rất là nhiều, nhưng mà đến cái thời điểm hiện tại thì mình không còn sử dụng nhiều như trước nữa, bởi vì là nó ưu tiên khá là nhiều về những cái khoản khả năng phòng ngự của mình phải thật sự tốt mình mới đá được sơ đồ này. Đấy, nên là đôi khi mình cảm thấy là khả năng phòng ngự mình không quá hay thì đá cái sơ đồ này thì nó lại hơi nguy hiểm. Đấy, đây là một cái sơ đồ mà anh em có thể kiểm soát bóng rất là tốt nha. Đấy, như mình có nói rồi, Ronaldo này chuyển sẽ cho Mbappe, đây sẽ có rất nhiều nhân sự ở khu vực hàng tấn công, ít nhất là khoảng 4 con hàng và đâu đấy là cả CM lao lên nữa. Anh em sẽ có nhiều cái sự lựa chọn để chuyền bóng hơn, phối hợp tam giác các thứ nó cũng sẽ ok hơn. Đây là một tình huống dốc xuống biên của Gullit này và đường chuyền ra dành cho Ronaldo. Tuy nhiên thì Ronaldo đã có một tình huống dứt điểm không thật sự tốt nha, một tình huống dứt điểm mà bóng đi trúng thẳng ngang. Chứ còn cơ hội đấy là một cơ hội rất rõ ràng. Đấy, anh em mới thấy là những anh em mà thích lối đá tấn công thì rõ ràng đây là một cái sơ đồ nó quá ngon dành cho anh em rồi. Bởi vì càng nhiều nhân sự thì rõ ràng là cho sẽ càng có nhiều lựa chọn để tấn công hơn, nhiều bài vở hơn, anh em sẽ dễ ghi được bàn hơn. Tuy nhiên phải trả giá là cái hàng phòng ngự của anh em chỉ có hai con hàng thôi, nên là cố gắng những tình huống như thế này anh em phải lùi cầu thủ về thật là nhanh thì mới có thể là bù đắp cho hai CM đấy. Hai CM trong cái sơ đồ này thì anh em cũng cố gắng là mình kiểm soát bóng tốt một chút nha, đừng để bị mất bóng quá là vô duyên ở khu vực giữa sân thì sẽ rất nguy hiểm. Đây là một pha dốc lên của Gullit này, anh em thấy là những tình huống như này đấy, rất may là Gullit nó bị phá bóng ra biên nhá. Còn những tình huống như thế, nếu Gullit để nó cướp bóng nó sẽ là một cơ hội phản công, lúc đấy chỉ còn CB của anh em và RB thôi, rất nguy hiểm. Đây là Lionel Messi này, và vẫn đang là Messi đường truyền dành cho Ronaldo. Anh em thấy là Gullit đã lao lên rồi này, Gullit lao lên ở phía dưới, bây giờ chỉ còn một mình Zidane. Nếu đấy Leao nó truyền dành cho Son Heung-min này, rất may là chúng ta vẫn còn CB để bọc lót nha. Đây là đường truyền xuống dành cho Saliba, một pha can thiệp rất hay của Saliba. Anh em phải căn đo làm sao đấy để mà anh em truyền anh em cắt bóng cho nó kịp thời anh em nhá, hợp lý. Nếu mà anh em cắt bóng trượt là rất dễ bị hớ luôn. Rồi Walker nào, chúng ta tấn công khá nhiều nhưng mà vẫn chưa có bàn thắng. Anh em mời Gullit đường truyền dành cho Zidane để kiểm soát bóng, cố gắng nó chậm một chút cũng được. Ôi, lại một đường truyền nhầm của Nico William, và đây là Zinedine Zidane. Đấy, anh em thấy là Zidane nó không bao giờ để bị gọi là lọt bóng trong cái trận đấu này hôm nay luôn. Đấy, cứ mất bóng là Zidane sẽ lao về kịp thời nhá. Đây rồi, đây là Gullit này, một pha dứt điểm của Gullit. Tuy nhiên thì chưa có bàn thắng dành cho Gullit. Đấy, CM chúng ta cũng có những con hàng có thể tung ra những cú dứt điểm từ xa được. Ngon, đây rồi, đây rồi. Zinedine Zidane à. Ui, mình để hơi quá lực anh em ơi. Quả này nó hơi lag ở đoạn cuối nên là mình dí nó hơi bị phun thanh lực. Cho anh em thấy lần CM của chúng ta nhá, chọn những con hàng nào mà nó công thủ toàn diện thì với những tình huống tấn công nó còn có thể dứt điểm tuyến 2 như vừa rồi luôn. Bởi vì bốn con hàng tiền đạo nó đã thu hút rất nhiều hậu vệ cũng như là hậu vệ cánh của đội bạn rồi.
Đấy, thành thử ra là sẽ có rất nhiều khoảng trống dành cho hai con hàng CM của anh em có thể tung ra những cú dứt điểm từ xa. Thế nên anh em cũng cố gắng chọn những con hàng mà nó dứt điểm tốt một chút nha. Ở đây mình có Gullit và Zidane thì có lẽ là hai con hàng CM dứt điểm từ xa ngon nhất rồi. Được rồi, Mbappe này, chúng ta sẽ lại tiếp tục tấn công, và đây là Nico Williams. Đây rồi, được chuyển cho Zidane. Như vậy là cũng một tình huống, một góc sút tương tự như ở hiệp thi đấu đầu tiên, nhưng lần này thì mình đã căn lực chuẩn chỉnh hơn và Zidane đã có cho mình một bàn thắng rồi. Đấy, rất là ok luôn. Anh em nhìn nè, đấy, đối phương cứ bị hút hết vào những con hàng tiền đạo của đội mình, thành thử ra là tuyến giữa khu vực tuyến 2 rất là thoáng dành cho Zidane. Và với những tình huống thoáng như thế này thì Zidane chỉ cần tung năm cú dứt điểm thôi là câu chuyện đã thay đổi rồi. Đấy, phút thi đấu thứ 53 và mình đã có bàn thắng dẫn trước rồi. Và khi mà chúng ta có bàn thắng dẫn trước như này thì anh em sẽ thấy là đối phương cũng sẽ lao lên nhiều hơn, nhanh hơn để có thể tìm cơ hội để gỡ hòa. Nhưng mà anh em cứ cố gắng lùi lùi CB, lùi lùi một chút, rồi cả mấy con hàng cánh nữa anh em cố gắng lùi về để tạo thêm các cái nhân sự cho khả năng phòng thủ anh em nhé. Nếu không thì sẽ rất là căng thẳng. Đây rồi, một tình huống dứt điểm của Mandini. Ui, một tình huống dứt điểm như thế này mà vào thì mình cũng chịu luôn anh em ơi. Một tình huống dứt điểm câu may. Và có vẻ như đội bạn hơi giật lag trong khoảng thời gian vừa rồi, rất may là không ao. Van der Sar được chuyền dành cho Theodes. Đấy, khi anh em tấn công, đấy, chúng ta cứ luôn chuyển qua hết hậu vệ cánh rồi đến tiền vệ trung tâm Zidane này, đến Mbappe này, đấy, cứ chuyển qua chuyển lại như này thôi, cơ hội là rất nhiều, mở ra rất nhiều khoảng trống anh em nhé. Nico Williams đường chuyền lại dành cho Zinedine Zidane. Đấy rồi, Gullit nào. Gullit đường chuyền dành cho Ronaldo. Đấy rồi, vẫn đang là Ronaldo. Ronaldo, mình đang cố gắng xử lý skill để có một góc sút dành cho Ronaldo. Tuy nhiên thì vẫn chưa thể dứt điểm dành cho vị trí của CR7. Và đây là Nico Williams. Làm đường chuyển lại rồi anh em ơi, cứ chuyển qua chuyển lại như này thôi để chúng ta tìm các cái khoảng trống anh em nhé. Nico Williams không thể đánh bại được Son Heung-min. Tuy nhiên thì đội bạn cũng đã có một tình huống chuyền bóng ra ngoài rồi. Và đây sẽ là một tình huống ném biên dành cho team của mình. Theonandes đường chuyền dành cho Zinedine Zidane. Đấy rồi, Ronaldo này, Gullit này, Gullit vẫn chưa thể có bàn thắng dành cho Gullit. Đấy anh em thấy nhá, Ronaldo dứt điểm còn ít hơn cả Gullit luôn. Gullit và Zidane có rất nhiều cơ hội để có thể tung ra những tình huống dứt điểm. Tuy nhiên thì đối phương lại một lần nữa kết nối mạng bị trục trặc rồi, không biết là có ao hay không đây. Vâng, câu trả lời là không. Khá may mắn bởi vì mình thường gặp những đối thủ tầm giờ này sẽ ao anh em nhé. Đấy rồi, đường chuyền vào dành cho Saliba. Không được rồi. Đấy rồi, Theonandes. Ui, một tình huống để Son Heung-min qua người. Và những tình huống như này anh em cần phải lùi hậu vệ về thật nhanh nhá. Không nên cố gắng lao lên, bởi vì nếu lao lên anh em mà bị vượt qua phát là thua luôn. Đây rồi, Son Heung-min đường chuyền dành cho Zidane. Rất may là lần này lại một pha can thiệp kịp thời của Kyle Walker. Đấy, những tình huống như thế là những tình huống chết người của cái sơ đồ này đấy anh em. Đấy, bị phản công rất là toang, nhưng mà nếu mà anh em kỹ năng phòng ngự tốt thì anh em có lại bóng, chúng ta lại nhiều nhân sự ở khu vực tấn công, anh em lại nhiều cơ hội, nhiều sự lựa chọn hơn. Lần này là Nico Williams phút 90+5, vẫn đang là Nico Williams đường chuyền vào Ronaldo. Một lần nữa thì lại là một tình huống sút đúng sang ngang anh em ơi, chúng sang ngang rồi. Đấy, cơ hội là rất nhiều dành cho Ronaldo nhưng vẫn chưa thể có bàn thắng dành cho CR7 trong ngày hôm nay. Nên anh em cũng có thể thấy là cái sơ đồ này, khả năng tấn công và phối hợp của nó mãn nhãn như thế nào, từ chuyền dài cho đến chọc khe và ban bật rất là ngon. Chẳng qua là chúng ta cố gắng để ý một chút khu vực hàng tiền vệ khi mà anh em phòng thủ và bị chống phản công là được anh em nhé. Ok, bây giờ chúng ta đến với trận thi đấu thứ hai nào. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với trận thi đấu thứ hai. Trận thi đấu đầu tiên thì anh em cũng thấy được những cái điểm rất là mạnh của cái sơ đồ này rồi. Ấy, chẳng qua là trong những cái tình huống phản công ấy, chúng ta chống phản công thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Khi mà hai CM thì nhiều khi là tấn công nhá, nó cũng có một cái xu thế lao lên rất là cao. Thành thử ra anh em chỉ cần bị một phát chuyền dài mạnh thôi, kiểu ZS ấy, chuyền dài mạnh thôi là anh em sẽ rất nguy hiểm ở cái khu vực ở tuyến dưới. Nếu như mà anh em có những con hàng phòng thủ nó tốt một chút, những con hàng CB ấy với cả RB, LB nó ok, và cái kỹ năng phòng ngự của anh em tốt thì anh em vẫn có thể chống trả được. Đấy. Cái gì cũng thế thôi anh em, không thể có một cái mà đã là tấn công cực kỳ hay, tấn công cực kỳ nhiều nhân sự mà phòng thủ cũng nhiều nhân sự nữa thì không có một cái sơ đồ nào như thế, không có đủ người để có thể phân bổ anh em ạ. Nên là mỗi một sơ đồ nó sẽ có một điểm mạnh, điểm yếu khác nhau. Đây là một pha lấy bóng thành công của Saliba đấy. Đây, những tình huống như này anh em thấy này, chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội và rất nhiều cầu thủ để anh em có thể tham gia vào những tình huống tấn công như này. Đây rồi, đây là Ronaldo. Đấy, có pha di chuyển lên của Nico Williams này, ở phía bên trong thì có tận 3 cầu thủ. Tha hồ có thể lựa chọn luôn Mbappe. Ui, một tình huống xoạc bóng ngay chân của Mbappe luôn. Đây vẫn đang là Gullit anh em này. Đây rồi, Messi. Như vậy là tỷ số là 1-0 ở phút thi đấu thứ 24 anh em thấy nhá. Gullit nó lao lên này. Đấy, mặc dù có 2 CM thôi nhưng mà con Gullit nó lao lên làm cho là chúng ta có rất nhiều nhân sự tấn công. Cả Zidane nữa anh em thấy đấy. Mất bóng một cái, con Gullit nó cướp bóng và nó truyền cho Messi luôn. Và chúng ta rất nhiều cơ hội để ghi bàn. Tuy nhiên là mình lấy một trường hợp giả sử những tình huống này mà Messi nó bị con hàng Van Dijk nó cướp bóng nhá, thì lại là một tình huống phản công, bởi vì tuyến dưới bây giờ không còn ai cả.
CM là lên hết ở khu vực tấn công rồi. Thì lúc này chúng ta chỉ còn trông chờ vào CB, LB với cả RB thôi. Thì anh em cần phải căn đo đong đếm làm sao cái thời điểm anh em tắc bóng nó phải hợp lý nhá. Chứ còn anh em cứ dùng CB anh em lao lên nhá, xong để bị vượt qua đấy. Nhưng mà tình huống này anh em cứ lao lên mà bị vượt qua như thế là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà góc này quá hẹp để cho Ronaldo có thể làm nên chuyện. Để rồi Van der Sar đã bắt gọn trả bóng trong tay rồi. Điểm qua thì nó cũng chỉ có điểm yếu là như thế thôi anh em ạ. Còn lại mọi thứ thì gần hầu hết đều là điểm mạnh. Nhưng mà cái điểm yếu của 424 nó lại điểm yếu chết người. Không phải ai cũng có kỹ năng phòng thủ tốt. Mà không phải ai là cũng có thể căn đo đong đếm cái thời điểm để có thể vào bóng được. Thành ra nếu như mà trật một phát thôi thì anh em sẽ nhận bàn thua rồi. Và anh em biết là hơi lag một chút này. Anh em biết là khi mà chúng ta nhận bàn thua thì trong cái tư thế mà chúng ta phải rượt đuổi thì cầu thủ đôi khi nó sẽ rất là khó. Cầu thủ đôi khi nó sẽ kiểu là nó yếu hơn ấy. Trong những tình huống mà chúng ta rượt đuổi thì anh em công nhận là cầu thủ của mình cảm giác là nó bị yếu hơn so với việc là anh em đang dẫn trước không. Đây, một cơ hội như này rất may cho Salah, nhưng quả đấy nếu mình là Cannavaro cứ lùi xuống anh em nha, cứ lùi xuống không cố gắng lao vào liền. Đấy, lùi xuống để chúng ta căn đo cái thời điểm nó hợp lý một chút rồi cho chạy vào bóng. Đây là tình huống chuyền bóng dành cho Gullit này. Zinedine Zidane phút 45 rồi và như vậy là không có bất kỳ một phút bù giờ nào. Chúng ta sẽ đến hiệp thi đấu thứ hai luôn. Đấy, mình hy vọng là trong cái trận đấu này thì đội bạn sẽ tấn công thật là nhiều. Đấy, để mình có thể test cho anh em cái khả năng phòng ngự. Đấy, cứ lùi sâu và chọn cái thời điểm vào thích hợp thôi. Tuy nhiên là nếu như mà gặp những cao thủ pro và xử lý quá tốt thì anh em cũng sẽ xác định là có thể là sẽ bị bàn thua nhé. Nhưng bù lại thì như mình nói rồi, tấn công rất là ngon. Gần như mình đá 4-2-4 thì trận nào mình cũng sẽ có bàn anh em nhé. Rất ít trận mà không có bàn. Đây rồi, Nico William nếu trận đấy không có bàn thì mình cũng sẽ có rất nhiều cơ hội. Nhưng mà do mình dứt điểm tệ thôi. Chứ còn phối hợp các thứ đây, đường chuyền dành cho Johan Cruyff này. Hãy cẩn thận đấy Johan Cruyff, để anh em phải hết sức cẩn thận ở Kyle Walker này. Chúng ta không vội vào bóng anh em nhé. Cứ giữ lại để chờ các con hàng đến tác chiến cùng. Nhưng đây là một tình huống xử lý rất hay của Johan Cruyff mà mình không thể nào mà ngăn cản được. Rất may là lần này Van der Sar đã có một tình huống bắt bóng thành công. Đây rồi, Gullit này, đây rồi, Fernandes, đây một cơ hội dành cho anh em là Messi. Ui không được mất rồi, Saliba, đây rồi anh em thấy nhá, Mbappe đang ở phía bên trên và bắt đầu chạy chỗ đây rồi. Một tình huống phản công của mình và đây là Kylian Mbappe. Vẫn đang là Mbappe nhưng mà con Van Dijk tốc độ nó khỏe quá anh em ơi, vẫn đang là Mbappe. Gullit đang chạy lên này. Gullit ngoặt lại nào. Đây rồi, cứ long nào. Như vậy là 2-0 dành cho team của mình với một pha xử lý rất bình tĩnh của con hàng Gullit. Đấy anh em có thấy là một cái điểm mạnh của 424 nữa là sử dụng những đội chuyền dài. Đấy, nếu như anh em lúc anh em chủ động tấn công anh em có thể bàn bật, nhưng mà có nhiều thời điểm anh em phải lùi xuống để phòng thủ khi mà anh em dẫn trước rồi ấy. Thì anh em có thể sử dụng những đội chuyền dài của hai con hàng CM lên dành cho những con hàng tiền đạo cánh hoặc là tiền đạo cắm ở phía bên trên để nó dùng tốc độ nó băng lên ha. Thì như tình huống vừa rồi là chỉ cần một đường chuyền của Saliba thôi, sau khi cướp được bóng mình chuyền thẳng lên cho Mbappe là ghi bàn luôn. Thì đấy cũng là một cái mà anh em có thể áp dụng trong những cái trường hợp mà đội của anh em đã có bàn thắng dẫn trước rồi và anh em muốn đá phòng thủ. Còn khi mà anh em muốn đá chủ động tấn công thì chúng ta cứ đá ban bật thôi. Đây một tình huống mình sẽ đá ban bật dành cho anh em, Mbappe này, Ronaldo này, đấy có pha sẽ băng lên của Nico William đấy. Đấy là điểm mạnh của 424, bởi vì sao, khi anh em đá 4-3-3 thì tình huống này không có Nico William thì anh em sẽ ít sự lựa chọn hơn, ít sự lựa chọn chuyền bóng hơn. Đây như tình huống này anh em nếu không đá 424 đá 4-3-3 nhá thì chỉ phải chờ con Mbappe nó lao lên thì anh em mới chuyền được. Nhưng anh em đá 424 thì có Nico William lao lên nữa, thành thử ra rất nhiều lựa chọn cho anh em. Thì đấy cũng là một cái điểm mà đa dạng hóa trong cái lối chơi của cái sơ đồ này. Nên là để mà nói là tấn công mà ngon nhất thì mình nghĩ là 4-2-4. Có thể đối với nhiều anh em thì chưa chắc nó là ngon nhất, nhưng mà nó luôn nằm top những cái đội hình mà khả năng tấn công của cầu thủ là tốt nhất rồi. Càng nhiều nhân sự, càng nhiều lựa chọn. Đây Salah được chuyển dành cho Stephen Gerrard. Đây là Florian Wiss, tuy nhiên thì bây giờ thì hơi khó dành cho team bạn rồi khi mà đã bị dẫn trước 3 bàn. Đây rồi Cannavaro, đấy lại một lần nữa Cannavaro tác chiến thành công này. Kyle Walker đường chuyền dành cho Messi. Đây rồi Gullit này, chuyền bóng dành cho Kylian Mbappe, Gullit nào. Đây rồi, chuyền lại cho Mbappe, vẫn đang là Mbappe này, ở phía cánh đang có Messi nhưng mình sẽ ngoặt lại anh em nhé. Đây rồi, chuyền bóng cho Ronaldo. Vẫn chưa có bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay dành cho Ronaldo hơi vô duyên từ trận đấu trước đến trận đấu này anh em ạ. Zidane, đánh đâu nào, không được anh em ơi, pha phải thử xử lý, không đến được vị trí của Mbappe. Và như vậy là trận đấu cũng kết thúc rồi và cũng đồng nghĩa với việc clip về lớp học chiến thuật ngày hôm nay của mình đã hoàn thành. Và nếu như mà anh em mà đang sử dụng sơ đồ 424 thì có thể nêu cảm nhận cũng như là comment ở phía bên dưới cho mình biết nhé. Và hy vọng anh em sẽ có thể comment cái sơ đồ tiếp theo mà anh em muốn mình làm trong cái series lớp học chiến thuật này thì để mình sẽ nghiên cứu và làm nha. Còn bây giờ thì nếu anh em thấy clip hay đừng quên ấn like và đăng ký của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.